vị và các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh ngập tràn ánh sáng của thế kỷ 21 và lòng lại hướng về những mùa Giáng sinh xưa qua các bài viết của Thánh Kinh Báo từ hơn nửa thế kỷ trước. Cha ông của chúng ta đã đón Giáng sinh thế nào? Hẳn phố phường không rực rỡ hào nhoáng, nhà thờ không trang trí sang trọng và ca đoàn không có những giai điệu du dương bằng ngày nay. Nhưng niềm vui Giáng sinh chắc không khác biệt, không thua kém, có khi lại còn thiêng liêng sâu sắc hơn thời đại chúng ta. Và bây giờ, xin hãy cùng hướng lòng mình về Bethlehem để chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu, đấng cứu thế của nhân loại qua các bài viết chọn lọc trên Thánh Kinh Báo, số đặc biệt Giáng sinh. Thánh Kinh Báo. Hãy đến xem. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chân chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Luca đoạn 2 câu 15. Bởi biết rõ loài người chúng ta thấy đều ở trong xiềng xích của tội lỗi, thấy đều đưa ngắm thuốc độc của tội lỗi, chỉ chờ khổ hình vô cùng đau đớn trong hỏa ngục đời đời, thấy đều vô phương tự cứu, nên Đức Chúa Trời đã dũ lòng thương xót, từ trên cao cất giọng từ ái mà kêu lên rằng: hỡi các ngươi, hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ê-sai đoạn 45 câu 22. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Phải, nhân loại ta hôm nay chỉ có một diệu pháp độc nhất khả dĩ hy vọng được cứu thoát ách nô lệ của tội lỗi, là hãy đến xem Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Bọn chân chiên ở cánh đồng Bethlehem tăm tối cô quạnh lạnh lùng khi xưa sở dĩ được tư tỉnh mà hoạt động cách khác thường sau khi trải qua cơn kinh khủng lạ lùng là nhờ nghe lời thiên sứ giới thiệu rồi bảo nhau tới Bethlehem xem việc đã xảy ra. Nathanael được thoát cái thành kiến cổ hủ mà sống một đời sống mới tươi đẹp là nhờ nghe lời giới thiệu của Philip rằng hãy đến xem. Xem kỹ thực sử đã chép trong bốn sách Tin Lành và cả lịch sử hội thánh ngót 20 thế kỷ này, bao nhiêu người được đổi mới lạ lùng, sống một đời sống cư trần bất nhiễm trần, ở buồn mà không hôi tanh mùi buồn, và thoát bao nhiêu tai ương hoạn họa, vượt lắm vòng cổ ách chuông chuyên, ra chết vào sống, thấy đều nhờ đến với Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Vậy cái người tỏ ra một sự kỷ niệm cứu Chúa giáng sanh một cách sâu xa linh động không phải là người tài cao học rộng, văn hay nói giỏi, cũng không phải là người lắm bạc nhiều vàng, chức trọng quyền cao, cũng không phải là người khéo tổ chức hấp dẫn mọi người đến với cảnh trang hoàng uy nghiêm rực rỡ, song chỉ là cái người đã đến gặp Chúa Giê-xu và cái người có năng lực nói được với mọi người rằng hãy đến xem. Đến đâu? Đến một ngôi nhà thờ nổi tiếng nhất bởi loài người trong thế gian này không? Đến một hòn núi tương truyền là núi chúc phước nào đó chăng? Đến đền thờ trên xứ thánh là Jerusalem chăng? Không, không, trăm ngàn lần không. Bởi cái óc quá ư chuộng hình thức đó mà các bác sĩ kia đã phải lạc đường và mất ngôi sao hướng dẫn hết một quãng khá dài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng:
nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Giăng đoạn 4 câu 23-24. Vậy thì đến đâu? Đến chỗ có Đức Chúa Giêsu. Dầu chỗ ấy là máng cỏ chuồng chiên, không sao. Nhà quán liều tranh, không sao. Điều quan hệ là có Đức Chúa Giêsu ở đó. Kìa, một gia đình ở tiểu thôn Bethany xưa mà vẫn vui vẻ ấm áp vì có Đức Chúa Giêsu ở đó hơn là đền thờ Jerusalem nguy nga, rực rỡ mà rỗng tết chỉ đầy vái tuồng trục lợi, đầu đủ áo mão uy nghi. Xem chi? Xem lâu đài tráng lệ chăng? Xem nghi lễ huy hoàng chăng? Xem người cao lớn đoan trang chăng? Không. Các điều ấy không đem lại gì khả dĩ cứu rỗi ta, không ban cho ta một đời sống thỏa lòng lâu dài được. Chỉ có hài nhi Giêsu, bởi Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bậc đại đức Simeon xưa không thỏa lòng vì tuổi cao tác lớn, đạo cả, đức dài, mà thỏa lòng vì cứ xem thấy hài nhi Giêsu. Khi xem thấy hài nhi Giêsu thì tâm hồn ông đầy sung sướng mà rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Luca đoạn 2, câu 29-32. Thánh Kinh báo đến số này là bắt đầu tuổi lên ba, sau khi xô tung tảng đá chán mà vùng đứng dậy, đã sống, đương sống và còn cứ sống cũng chỉ nhờ nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Toàn thể nhân viên trong tòa soạn, trong nhà in và cả độc giả yêu quý của nó cũng thấy được cùng một quan điểm: Đức Chúa Giêsu. Thánh Kinh báo thiết tha khẳng nài toàn thể con cái Chúa vui giúp nó đủ khả năng hoặc làm các bạn chăn chiên ở cánh đồng Bethlehem trong đêm u tịch thuở nghìn xưa, hay dâng nó thay cho nhũ hương vàng mọc dường, hoặc kể nó như người đàn bà Samari xưa cũng được, miễn là coi nó, giúp nó có khả năng hấp dẫn mọi người đến nơi có Đức Chúa Giêsu và đến với Đức Chúa Giêsu, cho nó bao giờ cũng có tiếng đầy quyền thiên mà cứ kêu lên rằng: Hãy đến xem. Thánh Kinh báo. Thiên thượng. Kinh Thánh chỉ chép các thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta dám chắc đây là bài hát vui mừng làm rúng động các tầng trời. Quả thật, sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đem sự vui mừng hớn hở cho loài người, và nhất là cho tín đồ là kẻ đã nhận lãnh ơn cứu rỗi của Ngài, đúng như lời thiên sứ nói với những kẻ chăn chiên rằng: Ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Luca đoạn 2 câu 10. Nhưng hỡi anh em yêu dấu, trong ngày lễ Giáng sanh này,
anh em có thật vui mừng, hớn hở từ đáy lòng chăng? Hay là chỉ có sự tưng bừng, nhộn nhịp, huy hoàng bề ngoài, tạm che giấu nỗi buồn rầu, tàn héo, thất bại trong thâm tâm? Nếu có như vậy, thì vì cớ gì? Tôi xin dựa vào chính bài hát bất diệt của các thiên sứ mà thử tìm phương cứu vãn. Thứ nhất, phải làm sáng danh Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã giáng sanh, chịu chết, sống lại và ngự lên trời để chúng ta đại diện Ngài trong thế gian này. Ngài phán, ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha. Giăng đoạn 14 câu 9. Và ngày nay, chúng ta có thể giả định Chúa phán thêm rằng, ai đã thấy các ngươi tức là đã thấy ta. Hỡi anh em yêu dấu, người thế gian đã thấy anh em ở đâu, làm gì, hãy nhớ rằng họ sẽ căn cứ vào đó mà đánh giá đạo tin lành và cả Chúa chúng ta nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Matthew đoạn 5 câu 16. Không phải bài giảng, không phải sự hát thánh ca, không phải lời cầu nguyện long trọng sẽ soi trước mặt người ta, nhưng là sự sáng các ngươi. Sự sáng trái với sự tối và chỉ về tâm tình trong sạch, hành vi thiêng liêng, không cần phải che đậy, giấu giếm gì cả. Nếu anh em có hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng nào không thể đem kể hết với mọi người, với Đức Chúa Trời, với Thiên Sứ và ma quỷ nữa, thì hãy nhớ rằng sự sáng của mình chưa soi trước mặt người ta đâu. Trong trường hợp ấy, nếu đời thiêng liêng anh em chưa phải là đêm tối, thì cũng chỉ là lúc hoàng hôn, chứ không phải là chánh ngọ. Chữ sáng danh Chúa trong câu gốc trên kia còn có thể dịch là vinh hiển cho Chúa. Hành vi của tín đồ phải có một trong hai kết quả này, hoặc làm vinh hiển cho Chúa, hoặc làm sỉ nhục Ngài trước mặt loài người, trước mặt thiên sứ và ma quỷ. Có lẽ anh em làm vinh hiển cho Chúa trước mặt loài người, nhưng lại làm sỉ nhục Ngài trước mặt thiên sứ và ma quỷ. Nghĩa là gì? Ở chỗ công khai, anh em có vẻ thiêng liêng đạo đức, nhưng khi ở một mình thì chiều theo xác thịt và tội lỗi. Há có sự giả hình nào lớn lao và nguy hiểm hơn? Vì ý trên đây, nên các thiên sứ hát rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Câu này có hai ý. Thứ nhất là chúng ta phải sống một đời thiên thượng cao siêu, phải ngồi trong các nơi trên trời, Ephesians đoạn 2 câu 6, thì mới làm vinh hiển danh Chúa được. Nếu chúng ta luống xuống buồng lầy của trần gian, thì sao khỏi cùng kéo danh Chúa xuống đó? Thứ hai là chúng ta phải làm vinh hiển danh Chúa trước mặt các thiên sứ và các thần dữ ở các miền trên trời, Ephesians đoạn 6 câu 12. Nếu được như vậy, thì sự làm sáng danh Chúa trước mặt người ta là dĩ nhiên rồi. Thứ hai, phải hưởng sự bình an dưới đất. Bình an và vui mừng là hai chị em sanh đôi. Một người không thể rầu rĩ trong lúc có sự bình an thật, và cũng không thể nào bối rối trong lúc có sự vui mừng thật. Vậy nên tín đồ muốn có suối vui mừng từ thâm tâm phát ra thì cũng phải có mặt bình an phun lên ở đó. Thế là ta không lấy làm lạ vì các thiên sứ hát rằng bình an dưới đất. Phần thứ hai này tiếp theo phần thứ nhất một cách rất hợp lý. Vì tín đồ không có hoặc đã mất sự bình an thì làm sáng danh Chúa thế nào được? Trong ngày lễ Giáng sinh này, chúng ta phải đến gần máng cỏ thành Bethlehem mà xin đấng hài nhi yêu dấu truyền sự bình an cho mình. Đức Chúa Giêsu Christ phán rằng, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, Giăng đoạn 14 câu 27. Sự bình an như thế gian cho là thế nào? Họ bình an trong cảnh thuận tiện, thạnh vượng, trong lúc khỏe mạnh, may mắn, nhưng khi bệnh hoạn, tai biến, nghèo khó, nguy hiểm thất bại kéo tới, thì họ bối rối, rên xiếc. Họ bình an chế giễu đạo tin lành và nói phạm thượng,
Nhưng khi tử thần đến kéo họ đi thì họ kinh khủng, sợ sệt biết bao. Thiên sứ hát rằng, bình an dưới đất. Họ không hát bình an trên trời, vì trên trời dĩ nhiên là được bình an rồi. Giữa những cảnh thử thách, biến thiên, thăng trầm, tan tóc của trần gian, Đức Chúa Giêsu Christ phán rằng, lòng các ngươi chưa hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Giăng đoạn 14 câu 1. Nếu chúng ta biết Chúa phán trong tình trạng nào, thì sẽ thấy lời này là cần thiết và có sức mạnh biết bao. Nếu Kinh Thánh không chia thành đoạn, thành câu, thì lời này nối liền với lời Ngài cảnh cáo Phi-e-rơ rằng, ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Giăng đoạn 13 câu 38. Lời cảnh cáo ấy diễn ra trước mắt môn đồ một cảnh tượng đau thương. Nào Giu-đa bán Chúa, nào Chúa sẽ bị trừ khỏi họ, nào Ngài khuyên họ đùm bọc lấy nhau như lũ trẻ mồ côi, nào Phi-e-rơ chối Ngài. Cảnh tượng này chắc làm cho họ bối rối, hoang mang lắm, nên Chúa phải làm yên lòng họ mà phán rằng, lòng các ngươi chưa hề bối rối. Rồi Ngài phán tiếp, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa, để tỏ ra lâu đài bình an phải xây dựng trên nền tảng đức tin. Ê-sai đoạn 26 câu 3. Nhưng tại sao Chúa bảo môn đồ, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa? Tin một mình Đức Chúa Trời toàn năng không đủ sao? Đó là đạo của loài người, chỉ biết Đức Chúa Trời mà không chịu nhận Đức Chúa Giêsu. Như thế thì bình an sao được? Vậy nên trong ngày lễ Giáng sinh này, chúng ta phải giải thích cho đồng bào hiểu các lẽ cần thiết tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa mình. Vì chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng đoạn 14 câu 6 phần B. Chúng ta lại suy xét, sự bình an của Đức Chúa Trời là thế nào? Sứ đồ Phao-lô giải đáp, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 câu 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời ví như mặt hồ thu phẳng lặng, không một chút gợn lăn tăn, phản chiếu vầng trăng tròn vằn vặn. Hoặc vì như núi đá chơ vơ giữa biển cả, mặt sóng, gió, bão, sấm sét cứ vững vàng, không rúng động. Người ta nói rằng, dầu mặt biển ầm ầm đảo lộn, nhưng đáy biển vẫn yên lặng, không lay chuyển chút nào. Tâm trạng tín đồ đáng phải như vậy trong ngày lễ Giáng sinh này. Phải có sự bình an tuyệt đối do đức tin tuyệt đối đặt trong Đức Chúa Trời và cứu Chúa Giêsu Christ. Thứ ba, phải đem ân trạch hay là ân điển cho loài người. Trong bài ca của Thiên Sứ, phần thứ ba này cũng nối theo phần thứ hai một cách hợp lý, vì kẻ rao truyền ân điển cho loài người phải có lòng bình an mới làm được. Không có gì vô lý bằng kẻ nêu cao ân điển vô song của Đức Chúa Trời mà chính mình lại âu sầu, bối rối. Kẻ ấy tránh sao khỏi lời mỉa mai rằng, hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Luca đoạn 4 câu 23. Trong ngày lễ Giáng sinh này, anh em đem gì cho loài người? Một lễ kỷ niệm long trọng, một nhà thờ bài trí huy hoàng, một ban hát du dương, một bài giảng hùng hồn, một cuộc phát quà quý giá chăng? Nếu chỉ có thế thì vô ích quá, vì không đạt tới mục đích của ngày lễ. Phải đem ân điển của Chúa cho loài người, tức là ân điển cứu họ ra khỏi tội, Matthew đoạn 1 câu 21, và khiến họ lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết, Luca đoạn 1 câu 75. Kìa, nhà lọc nước đồ sộ, máy chạy ầm ầm để cung cấp nước trong sạch đầy đủ cho cả thành phố. Nhưng nếu không có những ống chì nối nhau chạy ngầm dưới đất khắp các ngã, thì nước ấy có ích gì cho dân? Thí dụ này đặt trên vai tín đồ một trách nhiệm nặng nề biết bao. Chúng ta phải là những ống truyền ân điển Chúa cho loài người đang khao khát. Nhưng nếu ống này ten rỉ hoặc vấy bẩn thì tai hại biết bao. Vậy chúng ta nhận biết rằng kẻ truyền ân điển Chúa cho loài người phải có lòng trong sạch trọn vẹn.
Nếu anh em chưa đạt tới bậc ấy, thì hãy tạm ngừng rao truyền ân điển của Chúa. Hãy nghỉ cho khỏe, vì làm việc tới mấy cũng chỉ luống con. Chính vì thế mà khi thấy Đức Giê-hô-va đấng tiên tri Ê-sai kêu la tuyệt vọng rằng: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Ê-sai đoạn 6 câu 5. Có môi dơ dáy, tức là có lòng dơ dáy, vì môi miệng, lưỡi là gương phản chiếu tâm lòng. Không ai có môi dơ dáy mà lại có lòng trong sạch, cũng không ai có lòng dơ dáy mà lại có môi trong sạch. Đang khi kỷ niệm Chúa Giáng sanh, chúng ta phải làm như mấy gã chăn chiên thuở xưa, tức là thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó, Luca đoạn 2 câu 17, và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, Luca đoạn 2 câu 20. Nhưng trước khi làm việc xong công việc thiêng liêng ấy, chúng ta phải được than lửa đỏ để trên miệng mình, Ê-sai đoạn 6 câu 6 câu 7 phần A, và phải được Chúa phán với mình rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi, Ê-sai đoạn 6 câu 7 phần B. Tôi giật mình kinh hoảng vì nghĩ rằng có một số người, có lẽ là rất nhiều người, che đậy một tấm lòng dơ dáy, một trí tưởng tượng ô uế, một đầu óc tà vậy, và cứ dùng miệng lưỡi dơ dáy đã bị lửa địa ngục đốt cháy, theo Gia Cơ đoạn 3 câu 6, mà rao truyền ân điển của cứu Chúa chí thánh. Cứ làm như vậy thì mai sau sao khỏi bị Chúa quở trách rằng: hỡi đầy tớ dữ kia, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 26. Tôi xin nhắn nhủ hết thảy anh chị em tín đồ, nhất là các vị chịu trách nhiệm về hội thánh và linh hồn người ta, cũng như cảnh cáo chính mình tôi nữa rằng, trong ngày lễ Giáng sinh này, chúng ta phải cầu xin Chúa cho mình có lòng trong sạch để xứng đáng rao truyền ân điển của Ngài và tiếp đón Ngài gần tay lòng. Các thiên sứ đã ca hát: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Nguyện mỗi người chúng ta nhờ Đức Thánh Linh thúc giục, giác dẫn, ban ơn và quyền phép từ nay trở đi sẽ hàng ngày thực hiện bài hát tuyệt diệu ấy trong đời riêng, trong gia đình, trong hội thánh và ngoài xã hội nữa. Amen. Bài viết của Hiền Thành. Tụng ca Vua bình an đến kia, hát chúc anh thái dương cầu nghĩa. Ngài đem theo thần quang vĩnh sai, phép trị bệnh do tay nhân. Vần thơ Bethlehem. Ôi Bethlehem lạnh lùng cô quạnh, tưởng ngàn năm chìm dưới lớp hư vong. Thoạt đêm nọ sáng lòa sao phước hạnh, vang dịch kèn thiên sứ rúng trời đông. Bừng tỉnh dậy tiểu thôn nghe rộn rã, niềm vui lành về tụ dưới liễu tranh. Quán nghèo chật tiếp con trời lâm hạ, đâu êm giường ấm nệm cửa song xanh. Đây Chúa đón mùa đông sầu nhân loại, thân cơ hàng run rẩy kiếp đau thương. Tình quán hẹp tựa tình người hoang dại, ôi hững hờ tuyết nhạc xuống thê lương.
đoàn mục tử có buồn vì Chúa khổ, có nghe hồn nức nở cạnh chuồng chiên, nơi kết đậm nguồn yêu thương cứu độ, đức từ bi lòe sáng đạo vô biên. Vượt ngàn dặm về đây ba bác sĩ và nhũ hương một dược kính dâng lên, tâm chiêu mộ cảm thông vì thánh ý mà bâng khuâng tư tưởng gối rung em. Tôi nhắm mắt tương tư về xứ thánh, chợ mùa xưa bừng sáng nẻo tâm linh. Ôi Bethlehem, cả một trời đạo hạnh, hồn ta đang hoài vọng một mùa xanh. Nhà thơ Linh Cương. Tôi được Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Có một việc vừa xảy đến cho tôi, ấy là sau khi ký sổ lãnh lương, đếm lại thì thấy ông chủ hãng tôi làm đã trả thừa cho tôi một tập 1.000 đồng. Liền đó có tiếng ở trong lòng tôi rằng không nên lấy. Tôi không ngần ngừ đã đưa trả lại ngay tập bạc ấy. Ông nhìn tôi cười và muốn thưởng cho tôi 100 đồng. Tôi cũng cười cảm ơn và từ chối không lấy. Từ lâu ông đã biết tôi là tín đồ tin lành, không hề gian tham. Cho nên đã có một lần tất cả anh em đồng sự trong sở tôi bị tra hỏi về những mánh lới gian lận. Riêng tôi, ông không hỏi gì đến. Cảm ơn Chúa, sau những việc ấy, trong lòng tôi vui lắm. Nhưng trái lại, hết thảy các bạn đồng sự đều cho tôi là dại, nói rằng họ được thừa thì không bao giờ họ trả. Chẳng lấy của nó thì lấy của ai? Nó ăn lương hàng vạn, có phải đền 1.000 cũng chẳng thấm vào đâu. Vả lại, nó xấu với mình chứ tử tế gì. Cầm cùi cả tháng mỗi người chúng ta được vài nghìn đồng, vân vân. Tôi bình tĩnh trả lời để giải tỏ lòng của tôi cho anh em rõ. Thứ nhất, lẽ thật của tin lành bảo tôi không gian tham. Vả lại, ca dao của ta có câu: gian tham gian lận sao còn được hay, mưu thâm chất nặng chứa đầy, nhà đều ăn cả tội trời riêng mang. Lẽ thứ hai, nếu tôi lấy 1.000 đồng ấy thì lương tâm tôi sẽ cáo trách hai điều này: một là bạn thủ ngân giao tiền cho ông chủ phát lương có thể bị ngờ là đã giao thiếu cho ông 1.000 đồng; hai là, điều này quan trọng hơn vì nó liên can đến danh dự chung của tất cả hơn 10 anh em trong sở, toàn là người Việt Nam. Bởi cớ chắc chắn rằng trong bọn chúng ta đã có người lấy thừa 1.000 bạc đó. Do đó, ông chủ bị ức phải đền 1.000 đồng sẽ để ý khinh và ghét, rồi ác cảm lây đến tất cả mọi người. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi không thể nào cho phép tôi lặng yên mà hưởng món bổng tự nhiên như anh em vừa nói đó. Ấy là một việc công bình. Làm chứng mấy lời này, tôi không ngoài mục đích nhắc nhở cho chúng ta là tín đồ đấng Christ hay đạo thật. Chúng ta hãy lắng nghe lời êm dịu của Đức Thánh Linh thường thường nhắc trong lòng chúng ta rằng việc này không nên làm hay việc này nên làm, để chúng ta cương quyết gạt bỏ những điều vật chất cám dỗ mà ăn ở làm sáng danh cứu Chúa hàng sống của chúng ta. Nguyễn Văn Công, Hải Phòng.
Ghế trẻ em, thanh xuân. Chắc các em tưởng thanh xuân là một thiếu nữ trưởng thành phải không? Các em nhầm rồi. Thanh xuân là một búp bê xinh đẹp làm bằng những vải vụn, cùng với Bạch Hường chung sống tại Trung Hoa. Bạch Hường sống với cha mẹ là giáo sĩ đang hầu việc Chúa tại nước này. Bạch Hường yêu thanh xuân biết bao, vì thanh xuân rất dễ thương. Bất cứ đi đâu em cũng đem thanh xuân theo, và Bạch Hường cũng chẳng thể đi ngủ mà không có thanh xuân một bên. Vừa sáng ra, công việc thứ nhất của em là ôm thanh xuân vào lòng. Tôi phải nói cho các em biết thanh xuân như thế nào. Nó lớn đủ để bận áo của Bạch Hường hồi mới xanh, da thịt nó mịn màng, đầu tròn và đẹp, trên có vẽ mớ tóc quăn. Trên khuôn mặt xinh xắn, có vẻ cặp mắt đen láy và cặp môi đỏ thắm luôn luôn mỉm cười. Nó được nhồi bằng bông gòn và len, cho nên nó mềm mại và dễ yêu, ai cũng muốn ôm hôn. Thanh xuân cũng đã từng đi vòng quanh cả thế giới. Khi cha mẹ Bạch Hường về nghỉ hạn, lẽ tự nhiên, Bạch Hường và Thanh xuân cùng đi theo. Khi Bạch Hường mới lên 4 tuổi, thì cha mẹ đi qua Tây Bá Lợi Á trên một xe lửa và thăm viếng nhiều đô thị ở Nga, Đức và Pháp. Ông bà cũng sang Gia Na Đại và trên đường trở qua Trung Hoa có thăm viếng Nhật Bản. Nếu thanh xuân nói được, chắc có thể dạy các em ít nhiều về món địa lý vậy. Khi ở tại Trung Hoa, thanh xuân rất vui thỏa. Nó được đi xe kéo với Bạch Hường. Có khi cả hai đều vô trong khoang thuyền qua sông. Ồ, thanh xuân và Bạch Hường có chọn thời giờ vui thú với nhau. Nhưng bỗng nhiên có sự biến đổi quan trọng xảy ra trong đời thanh xuân. Gần nhà Bạch Hường có một cô nhi viện nuôi các em gái nhỏ Trung Hoa. Những em gái nhỏ này chưa từng biết cảnh gia đình ấm cúng thật, cho đến chừng những người tử tế đem chúng đến gia đình hạnh phúc này. Một vài em đến từ các miền đói kém, những em khác thì bị cha mẹ đem bán. Đó dường như ác, song thường khi cha mẹ chúng đang bị đói và biết các con mình cũng sắp chết đói và lạnh, họ mong rằng người mà họ đã bán các con họ cho sẽ đối đãi với chúng cách tử tế. Song thường không phải vậy đâu. Thật thế, có khi họ rất độc ác và những em gái nhỏ phải chịu đau đớn quá đỗi. Đôi khi những người độc ác bị chỉ ra, rồi người ta bắt lấy em nhỏ khỏi họ. Nhiều lần các em phải chạy trốn, và những người tử tế có khi là những viên cảnh sát tìm được chúng và đem chúng đến cô nhi viện. Lễ Noel đến, và mỗi sáng ngày lễ Noel, cha mẹ của Bạch Hường dẫn em đến cô nhi viện. Tại đó, họ hiệp lực mà làm cho các em được một thời giờ vui thỏa. Bạch Hường thường quyên tiền hoặc đồ chơi của các bạn mình cho cây Noel của các em trẻ. Mỗi em được ban cho một bộ đồ dài, một miếng xà bông thơm màu và một đồ chơi. Bạch Hường và mẹ hết sức chịu khó đi quyên những vật này cho các em. Và mỗi đêm khi Bạch Hường cầu nguyện thì thường thêm rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho có đủ đồ chơi cho các em nhỏ ở cô nhi viện. Một đêm kia, sau khi Bạch Hường đã cầu nguyện xong, mẹ nói rằng
Bạch Hường ơi, con sẽ quyên gì cho cây Noel? Bạch Hường trả lời, thưa mẹ, con chỉ có 12 xu là tiền riêng của con, và con phải mua quà lễ cho cha mẹ. Nhưng Bạch Hường ơi, con có nhiều đồ chơi, con có thể cho đồ chơi tốt nhất của con không? Một con búp bê chẳng hạn. Bạch Hường thật không phải là em gái ích kỷ đâu, nhưng tôi nghĩ rằng trong trí em đang suy tưởng em đã có công quyên những người khác thì cũng có phần trong đó rồi. Em ngần ngại một chút rồi nói, vâng, con tưởng con có thể, mẹ tưởng con có cần cho con búp bê tốt nhất của con chăng? Đó là quyền của con định đoạt, mẹ em nói, chỉ hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán. Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Matthew đoạn 25, câu 40. Con hiểu điều đó chứ? Bạch Hường trả lời, vâng, thưa có. Tối hôm ấy, Bạch Hường chẳng thể nào ngủ sớm được. Sau một chặp lâu, có tiếng kêu khe khẽ. Mẹ ơi, xin lại đây với con. Mẹ tới bên giường em và Bạch Hường nói, xin mẹ cúi xuống, con muốn thưa mẹ một điều. Mẹ làm theo và Bạch Hường nói, mẹ ơi, con chắc không thể cho Thanh Xuân được, thật con không thể làm điều đó. Có Mỹ Lan đây, nó là một con búp bê đẹp, có tóc thật, có được không mẹ? Mẹ đáp, con ơi, con có thể cho điều con muốn, đó là quà của con tặng, hãy nhớ. Đức Chúa Trời đã ban con một ngày vào dịp lễ Giáng sinh. Con biết chuyện tích đó chứ? Mẹ hôn em rồi về giường mình. Bạch Hường chẳng khi nào ưa thích Mỹ La. Qua 3 hay 4 ngày, Bạch Hường lặng thinh. Ngày lễ Noel gần tới, cả Bạch Hường lẫn mẹ vẫn hết sức chịu khó đi quyên những quà tặng cho cây Noel. Một đêm kia, khi Bạch Hường đã lên giường nằm, mẹ nghe em nói đi nói lại. Lạy Giê-xu, xin khiến con làm điều đó. Sáng hôm sau, Bạch Hường đến với mẹ, trong tay ôm Thanh Xuân yêu quý và thưa rằng, mẹ ơi, xin mẹ lấy đi, con phải biếu Thanh Xuân cho Chúa Giê-xu. Mẹ thật lấy làm tiếc thay cho con gái yêu quý, bèn nói, Bạch Hường ơi, có phải con thật muốn làm điều đó chăng? Thà hơn con cho Mỹ Lan. Bạch Hường nói, không mẹ ạ. Mẹ biết con không ưa Mỹ Lan, mà Đức Chúa Trời thương yêu Chúa Giê-xu khi sai Chúa Giê-xu xuống thế gian, con phải cho Thanh Xuân. Mẹ đáp, tốt lắm, nào chúng ta hãy giặt áo sống của nó và làm cho nó sạch sẽ, dễ thương. Khi mọi việc đã xong, cha của Bạch Hường lấy hộp màu, tô lại tóc, mắt và miệng nó. Ồ, bây giờ Thanh Xuân đẹp đẽ giường nào. Tới sớm mai Noel, Bạch Hường cùng cha mẹ đến thăm nhà nuôi trẻ mồ côi. Trong sân có cây Noel cao lớn nặng trĩu những đồ chơi, và gói, trái bom và trái cam, và kia kìa trên một nhánh lớn có treo Thanh Xuân. Một vài em chưa từng được dự lễ Noel nào, đứng ngó sững cây. Phải, chúng chưa từng nghe về Chúa Giê-xu cho đến khi vào cô nhi viện, và bởi đó chúng chẳng biết gì về Noel cả. Có một em gái nhỏ vừa đến một ngày trước đó, em đó trông rất xanh xao và ốm yếu, tấm thân nhỏ bé đầy những vết đòn thâm tím. Các giáo sư Trung Hoa và anh có thử chọc cho em cười, nhưng vô hiệu vì em quá sợ hãi. Các em khác cũng thử nữa, và bảo em đừng sợ vì ở đây mọi người đều thương yêu em, song em không thể tin. Sau một chặp lâu, có một giáo sĩ khởi sự lấy những đồ chơi xuống khỏi cây, và một giáo sư Trung Hoa kêu tên. Bạch Hường bận rộn giúp việc cầm những gói và đồ chơi. Ngay lúc ấy giáo sĩ đem Thanh Xuân xuống và đặt vào tay Bạch Hường. Bạch Hường ôm lấy và hôn. Giáo sĩ nói, Bạch Hường ơi, búp bê này là cho em gái nhỏ đứng ở góc kia. Xin đem cho em ấy. Ông giáo sư Trung Hoa cầm tay Bạch Hường và cùng đi đến em gái nhỏ mới tới đó. Giáo sư nói cho em biết Bạch Hường biếu em búp bê này làm đồ chơi riêng của em. Em nhỏ đó rất sợ hãi. Xong Bạch Hường đặt ngay Thanh Xuân vào trong tay em và thật trông như Thanh Xuân đang mỉm cười với em. Thình lình nét mặt em đó tươi vui lên và thấy mình không còn sợ hãi chi. Em ôm Thanh Xuân hôn và mỉm cười.
Khi Bạch Hường lên giường nằm tối hôm ấy, tay của em dường đau đớn vì thanh xuân. Xong em ôm chặt Mỹ Lan và nói, lạy Chúa Giê-xu, con đã làm điều đó rồi, con đã làm điều đó rồi, con làm chính điều Đức Chúa Trời đã làm. Rồi em ngủ thiếp đi. Tôi tin chắc rằng các thiên sứ đang ở xung quanh giường Bạch Hường âu yếm nhìn em gái nhỏ đã biếu dâng điều tốt nhất của mình. Dịch báo Gospel Echo ra tháng 12 năm 1951. Ý tưởng tôi về lễ Noel, người viết, truyền đạo Nguyễn Tam Hạnh. Không ai còn lại gì lễ Noel là lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sanh. Chẳng những Tin Lành, Công giáo giữ lễ này mà nhiều tôn giáo khác cũng giữ nữa. Chẳng những ở thành thị người ta giữ lễ này mà ở bưng biển cũng giữ. Chẳng những ở Âu Mỹ giữ lễ này mà cả năm châu đều giữ. Chẳng những chỉ những người tin Chúa Giê-xu giữ lễ này mà cả đến những người không tin cũng không bỏ lễ này nữa. Như vậy, lễ Noel là một lễ chung cho cả thế giới, rất quan trọng nên người ta cử hành rất trọng thể. Rất quan trọng, tại sao rất quan trọng? Vì nó liên quan đến vận mạng của cả loài người. Chúa Giê-xu Giáng sanh là một điều rất phước cho cả nhân loại từ sơ thủy cho đến tận thế. Chúa Giê-xu Giáng sanh tức là Đức Chúa Trời xuống trần gian ở với chúng ta. Chúa Giê-xu Giáng sanh là bằng chứng chắc chắn và độc nhất của giao ước mà Đức Chúa Trời đã vui lòng ký kết với loài người. Và muốn làm cho trọn giao ước ấy, nghĩa là khiến cho những người tin Ngài được sự chuộc tội bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá và được sự sống đời đời bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, nên Đức Chúa Giê-xu phải bỏ ngôi vinh hiển trên trời mà giáng sanh. Như vậy, lễ Noel quả rất quan trọng. Các ông bà giữ lễ Noel mà có biết như vậy không? Đã biết vậy, thì phải giữ lễ Noel cách nào cho xứng với danh cứu Chúa của chúng ta. Các ông bà cũng như tôi, chúng ta biết rằng ngày Noel không thể cứu ai. Ngoài ra, những sự trang hoàng rực rỡ, ăn uống thỏa thích, chơi bời vui vẻ và một dịp tiện để thuật lại một truyện ký, một việc dĩ vãng, thì ngày Noel, nếu không làm cho dễ bị cám dỗ hơn, cũng không hơn gì những ngày khác trong cả một năm. Tuy nói vậy, nhưng Đấng Christ, Giê-xu của chúng ta, trái tim của ngày Noel vẫn còn là cứu Chúa của chúng ta và của hết thảy mọi người tin cậy Ngài. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian đi, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ngoài ra, chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Vậy thì không phải chúng ta kỷ niệm ngày Noel mà kỷ niệm Giê-xu của chúng ta
đấng chủ động của ngày ấy. Nhưng sao chúng ta lại kỷ niệm Chúa Giêsu? Vả nếu cần kỷ niệm Ngài thì há không phải ta cần phải kỷ niệm Ngài hàng ngày, hàng giờ mà cũng hàng phút sao? Chúa có phán: "Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Hồ dễ chúng ta quên được lời Ngài sao? Có ai kỷ niệm người sống bao giờ? Có ai kỷ niệm người đang ở với mình bao giờ? Huống chi Ngài còn ở trong chúng ta. Không phải tôi muốn phản đối sự giữ lễ Noel, bằng chứng là tôi vẫn sửa soạn cho ngày ấy, rất vui vẻ trong ngày ấy. Về ngày ấy, tôi cũng làm những điều trong những điều mà các hội thánh quen làm trong ngày ấy. Tôi cũng tập những bài thánh ca, thi ca, diễn văn. Tôi chỉ nói để tỏ ý kiến tôi về ngày Noel mà thôi. Chúng ta rất nên vui vẻ trong ngày Noel và cần phải vui. Nhưng ngày Noel theo ý tôi phải là một ngày đặc biệt, biệt riêng cho Đấng Christ. Mọi con cái Chúa phải cậy ơn Ngài, làm mọi điều có thể làm để tỏ sáng danh Ngài và cho nhiều người nghe về danh Ngài. Cũng phải cẩn thận về sự vui vẻ trong ngày ấy. Đấng Christ ở ngoại cuộc thì hết thảy mọi sự trong ngày Noel đều vô vị, cả đến những bài giảng, bài diễn văn, thi ca, thánh ca, vân vân mà người ta tấm tắc khen rằng linh động cũng là vô ích. Người chưa tin Chúa mà lợi dụng ngày Noel cách không xứng đáng cũng đã mang tội thay. Huống chi các con cái Chúa lại lạm dụng ngày ấy cho thỏa lòng cách vô ý nghĩa, không xứng đáng với danh Chúa thì còn đáng tội biết bao. Nguyện Chúa giúp chúng con giữ lễ Noel hiệp với ý thánh Ngài, hầu cho danh Chúa được cả sáng, nhiều người tin Ngài, và hầu cho lễ Noel đối với chúng con không còn phải là ngày 25 tháng Chạp dương lịch, bèn là từ ngày mồng 1 tháng Giêng đến ngày 31 tháng Chạp vậy. Amen. Truyền đạo Vũ Tam Hạnh. Gọi lòng bạn trẻ, vì sao chuông thánh vang lên? Giữa châu thành lớn của một cổ quốc kia, có ngôi đền thờ đồ sộ trang nghiêm xây dựng trên chóc núi cao ngất. Mỗi ngày Chủ nhật cũng như ngày lễ Noel, hàng ngàn dân cư leo lên núi cao này để vào đền thờ dự cuộc thờ phượng, trông như đàn kiến đen đương tiến đến mục đích địa. Đứng trước đền thờ nguy nga này, ta sẽ thấy những cột trụ to lớn, đường đi mờ tối và cửa lớn thông đến lễ đường. Nếu đứng lại cửa mà nhìn thẳng vào, thì ta chỉ thấy đầu kia cách mập mờ thôi. Bên cạnh tòa giảng bằng đá cẩm thạch là bệ ban hát đứng, và tại một góc đó có cây đờn phong cầm rất lớn. Một khi tiếng đờn vang dậy, dân cư ở vùng lân cận, dầu ở trong nhà đóng kín cửa cũng vẫn nghe tiếng. Một đền thờ vĩ đại như thế thật xưa nay hiếm có. Đến ngày lễ trọng thì trong đền thờ treo đèn kết hoa rất huy hoàng rực rỡ. Tín giáo già trẻ ngồi chật ních không hở chỗ nào. Một điều đặc biệt hơn cả và khiến ai nấy đều lấy làm lạ, ấy là chuỗi chuông lớn treo trên lầu chuông rất cao kia. Lầu chuông này cao thấu các tầng mây. Chỉ khi trời quang mây tạnh mới thấy được nóc lầu chuông. Lầu chuông chóc vót này đầy những dây leo, bề cao của nó là bao nhiêu chẳng ai biết được, vì những thợ xây dựng đền thờ này đã qua đời mấy trăm năm trước rồi.
Chẳng có người nào không biết rằng trên lầu chuông đó có treo một chuỗi chuông thánh. Từ khi có đền thờ thì đã có những chuông này. Tục truyền rằng một nhạc sĩ trứ danh căn cứ theo tiếng vang khác nhau của những chuông đó mà treo lên có thứ tự. Có người nói vì những chuông này treo cao nên tiếng chuông kêu lên như các thiên sứ trên trời ca hát. Cũng có người nói giống như tiếng âm nhạc của gió thổi trong rừng. Đó chỉ là những lời truyền khẩu mà thôi, chớ chưa hề có ai đã nghe tiếng chuông ấy. Chỉ có một ông già ở vùng lân cận thuật rằng, mẹ ông lúc còn nhỏ có được nghe qua tiếng chuông ấy. Đêm trước lễ Noel, sự đem lễ vật dâng cho hài nhi Giê-xu đã thành một thói quen. Khi nào một vật lễ lớn và lạ được dâng trên bàn thờ, những chuông thánh trên lầu cao kia vang lên những tiếng du dương trong lúc ban hát đang hợp xướng. Có người nói là gió đã chuyển động những chuông đó. Lại có người nói vì treo cao như thế thì có lẽ lắm thiên sứ đã dập chuông. Nhưng trải qua nhiều năm rồi không ai nghe tiếng chuông ấy kêu nữa. Người ta đồn rằng dạo này ít người dâng lễ vật do lòng thành nên không có lễ vật nào có thể khiến cho những chuông đó cảm hứng kêu lên. Trong khi dâng lễ vật thì nghi thức rất long trọng và lễ vật chất cao như núi. Những người giàu có đua nhau đem đồ tốt hơn của người khác mà dâng, ước mong điều mình dâng lên có thể khiến những chuông cảm ứng kêu lên hầu có dịp khoe khoang trước mặt mọi người. Dầu vậy, những chuông đó vẫn im lặng như cũ. Chỉ có những tiếng gió bất rít lên trên lầu chuông mà thôi. Từ một làng nhỏ kia cách châu thành này 10 dặm, khi trời quang mây tạnh, người ta còn có thể thấy cái nắp lầu chuông của đền thờ. Trong làng này có hai trẻ em. Hai anh em này chưa từng biết chuyện kể về những chuông lạ này, chỉ nghe người ta đồn đại về sự long trọng náo nhiệt trong khi hành lễ Noel mà thôi. Bởi vậy, hai anh em đều ao ước có dịp tiện đi dự lễ Noel tới, nên thường bàn tính với nhau thế nào cho đạt được nguyện vọng ấy. Người anh nói với em mình, em ơi, tại đền thờ ấy, những điều trông thấy và nghe thấy vượt quá trí tưởng tượng của loài người. Anh có nghe người ta nói, Đấng Christ có khi giáng xuống ban phước cho cuộc lễ và cả hội chúng. Ồ, nếu chúng ta có dịp tiện được thấy Chúa, thì chúng ta sẽ vui mừng biết ngần nào. Trước lễ Noel một ngày, trời lạnh khác thường, những bông tuyết đương lấm tấm từ trời xa xuống trên đất phủ tuyết trắng đầy và cứng. Lúc giữa trưa hai anh em không cho ai biết, lén bỏ nhà ra đi, đứng lúc gió lạnh thấu xương. Sự đi giường rất khó khăn, dầu vậy hai anh em cứ dắt tay nhau mà đi trước tối Noel. Chẳng bao lâu, anh em đã thấy những ngọn đèn sáng lấp lánh ở phía trước mặt. Đứng lúc vào cửa thành, hai anh em thấy bên đường có đống gì đen kịt, bèn tới gần đặng xem xét. À! Đây là một người đàn bà rất đáng thương, thân thể gầy gò, yếu ớt, đã ngã gục xuống đó vì không kiếm được chỗ nào để lánh cơn tuyết giá. Đầu người gối trên bông tuyết vừa rơi xuống, người đã ngủ thiếp đi trong lúc đó. Ví bằng chẳng ai đánh thức thì người chắc sẽ chẳng khi nào dậy nữa. Người anh nhìn người đàn bà một chặp, rồi cúi xuống lay người tỉnh dậy, rồi lau những tuyết phủ trên mặt người. Kế đó im lặng, nhìn vào mặt người đàn bà mà rằng, biết làm sao bây giờ? Thôi em chịu khó đi một mình vậy. Người em đáp, vậy thì anh không dự lễ Noel sao? Anh không đi, bây giờ nếu không ai săn sóc người này, tất người sẽ chết. Anh sẽ thoa bóp cho người nóng lại, hầu cho người tỉnh. Sau đó anh sẽ cho người ăn ít bánh trong túi của anh. Và khi anh trở về hãy nhớ gọi mấy người đến cứu người đàn bà này. Nhưng em không muốn bỏ anh lại mà đi một mình. Anh em ta không nên bỏ qua dịp lễ này, nhất là em. Một mình em cũng có thể tìm được đường đến đền thờ. Em ơi, những điều em gặp thì em hãy nghe hai lần, xem hai lần, một cho em và một cho anh. Anh tin rằng Đấng Christ chắc biết lòng anh muốn đến thờ lại Ngài là dừng nào. À, nếu có dịp tiện, khi không có ai để ý, em hãy rón rén bước tới bàn thờ, dâng cho anh hai đồng hào nhỏ này.
Đừng quên anh đang ở đây chờ em, cũng đừng quên dường như anh đang đi với em đấy. Vừa nói, người anh vừa giục giã em đi. Nghe tiếng chân em bước mỗi lúc một xa, người anh nhắm mắt lại để giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Tội nghiệp biết bao, người anh đã trù tính bao lâu mới xong chương trình đi dự lễ Noel này. Nhưng giờ này lại phải ở giữa trời đông tuyết phủ lạnh lẽo mà canh giữ người đàn bà khốn nạn này. Đêm đó đền thờ trưng dọn rất lộng lẫy. Mọi người đều nói xưa nay chưa bao giờ có sự trang hoàng đẹp đẽ như vậy. Khi tiếng phong cầm bắt đầu nổi lên và tiếng hoang ca của nghìn muôn người vang ra tứ phương, thì người em ở ngoài đền thấy dường như đất đang rúng động. Sau cuộc thờ phượng, tới giờ cử hành lễ cung hiến, mỗi người đều đem lễ vật mình đã sửa soạn dâng lên bàn thờ. Những người quý tộc và phú hộ đều vênh vang bước tới dâng lễ vật cho Đấng Christ. Có người đem những bửu thạch quý giá, có kẻ đem dâng một hộp lớn đầy vàng bạc. Một nhà trước tác danh tiếng đem tác phẩm quý nhất mà dâng lên. Sau cùng quốc vương cũng đến dâng lễ vật. Vua đầy tham vọng rằng điều mình dâng lên sẽ khiến cho chuông thánh vang lên. Đương lúc dân chúng chú ý nhìn xem quốc vương hạ mão miệng đầy những bửu thạch hiếm có trên đầu xuống dâng làm lễ vật, thì những tia sáng của các viên bửu thạch lấp lánh trên bàn thờ. Có tiếng thì thầm khắp trong đền thờ rằng chắc chúng ta sắp lại được nghe tiếng chuông thánh kêu lên, vì từ bao lâu chưa từng ai dâng một lễ vật quý báu dường ấy. Ai nấy đều nói như vậy. Nhưng điều nghe thấy chỉ là tiếng gió lạnh gào thét trên lầu chuông mà thôi, khiến mọi người lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Người ta bắt đầu hoài nghi và cho rằng lời tục truyền về tiếng chuông thánh thật khó mà tin được. Lễ dâng đã xong, ban hát khởi hát tôn vinh. Bỗng tiếng đờn ngừng lại, mục sư chủ tọa buổi lễ đứng trên tòa giảng đưa tay làm hiệu cho cử tọa yên lặng. Mọi người đều sửng sốt lắng nghe, thì kìa tiếng chuông thánh đang vang ra trong khoảng không. Đó là tiếng chuông Noel vậy. Mọi người đều đứng dậy đưa mắt kinh ngạc nhìn vào bàn thờ, xem có gì đã dâng lên mà khiến cho chuông thánh bấy lâu nay nằm ngủ im lìm nay bỗng tỉnh dậy. Điều người ta thấy là một em bé thân hình nhỏ nhắn, trong lúc không ai để ý, đã lén dâng hai đồng hào của anh mình đặt trên bàn thờ. Bài viết của Lương Bảo Thai, dịch báo Youth Companion, số Noel năm 1951. Chỗ tầm thường, mau mau cùng nhau.
tòa giảng Tin Lành. Tin mừng Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa Giáng Sinh. Luca đoạn 2 câu 10 đến 11. Trước đây gần 2000 năm, có một tin tức rất lạ lùng làm chấn động một góc trời, là tin tức do tiếng nói thiên sứ phát thanh trên cánh đồng vùng Bethlehem. Tin tức ấy quan hệ cho cả nhân loại trong thế giới từ xưa đến nay. Nó quan hệ hơn những tin tức do tiếng nói của loài người phát thanh trên các luồng sóng điện hôm nay muôn phần. Vì những tin tức do tiếng nói của loài người phát thanh trên các luồng sóng điện hôm nay, nó chỉ có ích lợi cho đời sống nhục thể của người ta tạm thời. Còn tin tức do tiếng nói của thiên sứ phát thanh trên cánh đồng Bethlehem là tin ích lợi cho đời sống cả thuộc thể lẫn thuộc linh của mỗi người đến vĩnh viễn. Tin tức thiên sứ phát thanh là gì? Là tin mừng Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa Giáng Sinh. Thiên sứ nói, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa. Tại sao Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa Giáng Sinh tại thành David là sự vui mừng lớn cho muôn dân? Vì chưa có Đấng Cứu Chúa. Vì trong muôn dân chưa có Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa, muôn dân trong thiên hạ, dân nào cũng có lòng tín ngưỡng, nên từ xưa đến nay có người dấy lên lập ra tôn giáo này, tôn giáo khác, dân này tôn xưng ông này làm giáo chủ, dân khác tôn xưng ông khác làm giáo chủ, rồi cùng nhau đem lòng tín ngưỡng và tin tưởng rằng nhờ cậy các vị giáo chủ ấy hết lòng thì sẽ được phước và được siêu sinh tịnh độ. Nhưng kỳ thật thì các vị giáo chủ ấy không phải là Chúa Cứu Thế, là Christ, là Chúa, nên không thể cứu rỗi và ban phước cho những người đem lòng tín ngưỡng, cần sự cứu rỗi và cần được phước cho mình. Tại sao vậy? Vì các vị giáo chủ ấy cũng ra đời như mọi người khác, là bởi khí huyết và tình dục, hoài thai trong tội ác mà ra đời, và cũng chết như mọi người khác, là chết để chịu đoán xét, theo như Đấng Tạo Hóa đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét. Mọi vị giáo chủ đã theo công lệ thiên nhiên mà ra đời, thảy đều bó tay dưới quyền tử thần mà chết mất. Vì vậy nên các vị ấy không có thể làm Đấng Cứu Thế cho muôn dân. Muôn dân cần phải có một Đấng Cứu Thế siêu việt lạ lùng, như Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa, đã giáng sanh tại thành David. Vì Ngài gốc tích không phải từ trong nhân loại, sanh tử khác hẳn với người phàm. Ấy là Ngài từ trên trời mà giáng sanh bởi một người nữ đồng trinh, được ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước độ 700 năm. Sự giáng sanh của Ngài là một sự siêu tục, xưa nay chưa từng có. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Kinh Thánh chép về sự giáng sanh của Ngài rằng, và sự giáng sanh của Chúa Giê-xu Christ như vậy, khi Mary, mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng Đấng Tiên Tri mà phán rằng, này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó chính đã ứng nghiệm về Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa Giê-xu đã giáng sanh tại thành David vậy. Muôn dân trong thiên hạ, từ xưa đến nay chẳng có một ai được ra đời bằng cách giáng sinh và có lời tiên tri được ứng nghiệm như Ngài. Vậy nên trong muôn dân không có Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa như Ngài. Muôn dân cần phải có Ngài, vì thế mà Ngài giáng sanh tại thành David là tin mừng lớn cho muôn dân. Loài người cần phải có Đấng Cứu Thế, lại cũng vì muôn dân đều đã phạm tội, chịu khổ thân dưới gánh nặng của tội lỗi, vô phương cứu thoát. Muôn dân trong thiên hạ ngày nay đáng lẽ được an nhàn khoái lạc hơn ngày xưa muôn phần, vì ngày nay khoa học được tiến triển mọi bề,
đã cung cấp cho con người cuộc sinh hoạt đầy đủ mọi sự cần dùng, song lạ thay, trái lại ngày nay đại đa số thuộc trong các hạng người trên thế giới vẫn bối rối, khổ than, không có bình an, vui vẻ. Tại sao vậy? Chỉ vì phạm tội, bị gánh tội lỗi đè nặng và bị nọc độc của tội lỗi ám ảnh. Bởi đó mà khiến cho tâm linh bồn chồn, lương tâm cáo trách, không có sự bình yên, chỉ thấy khổ não thở than, bi hoài, thất vọng. Thế gian cũng đã từng áp dụng nhiều phương pháp, nào là cải cách chế độ cũ của xã hội, vận động đời sống mới cho nhân quần, nào là thuyết nhân nghĩa, giảng đạo đức, lập đạo giáo, khắc kỷ khổ tu. Nhưng các phương pháp ấy vẫn vô hiệu lực để cất khỏi gánh nặng tội lỗi, để chấm dứt tình trạng khổ than cho muôn dân trong thiên hạ. Tại sao vậy? Vì các phương pháp ấy không có quyền năng để cất khỏi gánh tội lỗi đương đè nặng trên mỗi người. Duy có đấng cứu thế là Christ, là Chúa Giêsu mới có quyền năng cất khỏi gánh tội lỗi đương đè nặng trên mỗi người mà thôi. Tại sao vậy? Đấng cứu thế là con Đức Chúa Trời. Vì Ngài là con Đức Chúa Trời, từ trên trời giáng sanh làm người để thay cho tội nhân trong thiên hạ, gánh thế hết tội lỗi của họ mà chịu chết, lưu huyết ra trên thập tự giá. Kinh Thánh chép, thật, Người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Và Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá rất đau khổ. Vì Ngài chịu đóng đinh, hai chân, hai tay vào thập tự giá. Đầu thì đội máu bằng gai, hông bị đâm bằng giáo sắt. Huyết của Ngài từ các vết thương chảy ra lai láng. Ngài có tội tình gì mà phải chịu đau khổ như vậy? Ngài chịu đau khổ như vậy vì tội của mỗi người chúng ta đó thôi. Suy gẫm về sự chết của Chúa Giê-xu khiến cho lòng chúng ta vô cùng cảm động. Vì Ngài là con Đức Chúa Trời vô tội, bởi sự thương yêu mà Ngài giáng sanh làm người thay cho chúng ta là kẻ có tội, chịu chết thế cho chúng ta, và cũng khiến cho lòng chúng ta có sự vui mừng. Vì bởi Ngài mà chúng ta được cứu khỏi gánh nặng tội lỗi, không còn khổ than buồn bã, hàng ngày được vui vẻ bình an. Đấng cứu thế chuộc tội muôn dân. Đấng cứu thế là Christ, là Chúa Giêsu đã từ trên trời giáng sanh bởi người nữ đồng trinh tại thành David, đã chịu chết thay thế cho tội nhân trên thập tự giá tại Gô-gô-tha, và Ngài cũng sống lại lên trời, hằng sống ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bởi sự sống lại và hằng sống mà Ngài có quyền lực siêu nhiên để làm đấng cứu thế cho muôn dân trong thiên hạ. Muôn dân trong thiên hạ hiện đương bơi lội trong biển tội không bờ bến, lên đên ba nổi ba chìm. Họ cũng cảm biết sự nguy hiểm của địa vị ấy, nên đã tìm cách thế để thoát ly. Nào cậy sức của mình cải ác tùng thiện, nào nhờ quyền của tà thần cứu tử độ sanh. Nhưng đời này qua, đời kia đến, muôn dân vẫn sống trong biển tội không bờ bến, kết cuộc phải trầm luân muôn thuở. Duy có đấng cứu thế là Christ, là Chúa Giêsu, là đấng đầy quyền lực siêu nhiên, đắc thắng tội lỗi, sự chết và ma quỷ, từ cái chết sống lại và sống đời đời vô sở bất tại. Bởi đó mà Ngài có quyền cứu vớt được muôn dân khỏi địa vị tội lỗi trong biển đầy tối tăm, và ban cho họ sự sáng là sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Sự sống ấy ở trong Ngài, để sống một đời sống tự do vui vẻ trong Ngài. Vì thế mà Ngài giáng sanh tại thành David là tin mừng lớn cho muôn dân. Có đấng cứu thế là tin mừng cho muôn dân. Tin mừng về đấng cứu thế là Christ, là Chúa Giêsu giáng sanh mà tôi truyền báo hôm nay đây, là tin do thiên sứ phát thanh chính lúc Ngài giáng sanh tại thành David trước đây gần 2.000 năm. Duyên cớ khiến cho tôi nôn nã truyền báo về tin mừng quý báu này
trong dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh là mong muốn cho quý vị xa gần đều được nghe biết về Ngài và đến cùng Ngài, đến để nhìn nhận Ngài như các gã chăn chiên cùng các thầy bác sĩ đã nhìn nhận Ngài vì Ngài đã giáng sanh, đến để tin cậy Ngài như nhiều người trên thế giới đã tin cậy Ngài vì Ngài đã vì mọi người mà chịu chết, đến để thờ lại Ngài như Marie Madeleine và Marie khác đã thờ lại Ngài vì Ngài thật đã từ kẻ chết sống lại. Đến cùng Ngài thì hiện tại được Ngài cứu khỏi địa vị khổ than trong biển tội không bờ bến, tương lai khỏi bị hình phạt trong lửa đời đời, và được Ngài ban cho sự bình an vui vẻ, được hưởng phước sự sống đời đời dư dật trong Ngài. Xin mời quý vị hãy đến cùng Ngài. Mục sư Lê Nguyên Anh.